Xin chào anh em. Hôm nay tôi làm cái video để hướng dẫn cho anh em là tháo trục chảo để kiểm tra bảo dưỡng cũng như là thay bi thay phớt cho anh em sử dụng dàn cày chảo của Vũ Hải trong dòng cày ruộng khung trụ hàn chết và không có mặt bích tháo rời. Thì nhiều anh em bảo là tháo cái dàn cày này nó khó tháo. Thì chẳng qua là anh em không biết cách tháo. Hoặc là cái cách tháo của anh em nó... Đấy thì để đính chính cái đấy thì là hôm nay em làm luôn cái video clip này. Nó ngắn thôi, chỉ vài phút đồng hồ thôi để cho anh em nắm tường tận về cái trục chảo. Và đây em bật về cái camera đằng sau cho anh em xem nhé. Đó, cái trục chảo của bên em nó như thế này. Nó gồm có một cái căn. Căn này dài 2 phần 2, 2 phần rưỡi này. Đấy, nó nắp ở đằng sau cái đuôi chảo. Đó, nó nắp vào cái vị trí chỗ con ốc này. Để nó đệm cho cái trục chảo này khỏi thụt lên thụt xuống này. Đó. Và tất cả các cái con ốc này thì được chốt lại bằng một cái tay dây thép này, khóa móc ở đằng sau đấy để cho con ốc nó khỏi trôi mất. Đấy thì khi anh em xong mùa, anh em làm xong một mùa thì của bền thì tại người. Anh em phải chú ý cho là không cái gì nó bền mãi mãi, kể cả anh em có đầu tư cái đồ tiền triệu đi chăng nữa mà anh em không bảo dưỡng hoặc là bảo dưỡng không đúng cách thì nó cũng vẫn là hỏng, chứ nó không thể bền được mãi. Thì như cái đồ này là khi xong mùa anh em chú ý cái điều đầu tiên là anh em phải vệ sinh rửa ráy cho sạch sẽ. Sau đó là anh em tháo nó ra như thế này. Đó. Tháo nó ra như này. Xong anh em kiểm tra từng cái phớt hay cái bi này, anh em quay xem là nó có trơn tru hay không. Và anh em tháo ra được như này. Nhiều anh em bảo tại sao cái cày của bên em nó không có cái vú bơm mỡ. Là chẳng qua cày của em bên em nó không cần vú. Nó chỉ cần làm sao anh em là xong mùa anh em tháo ra. Tháo con ốc này ra xong tháo rút trục này ra này. Anh em cho dầu vào trong cái chai C2 hay là một cái xi ranh nào đó. Anh em bơm nó vào trong này để cái cày dốc nghiêng như thế này thì cái này nó luôn luôn là bằng. Anh em bơm vào đây. Nó tràn ở đây là anh em dừng lại. Anh em chỉ cần bơm dầu loãng vào đây thôi nhé. Dầu lỏng thôi, anh em đừng tra mỡ miếc gì vào đây cả. Mỡ miếc vào đây bởi vì là mỡ khi mà bùn chạm với nước hoặc đất nó nhét trong này nó không giải quyết bôi trơn được cho anh em đâu. Đấy là xin nói với anh em như thế, chứ không là anh em cứ bảo là phải có mỡ vào đây rồi nó phiền hà cho chúng em ra mà chẳng giải quyết cái việc gì cả. Tiền mất mà tật vẫn mang. Đấy thì anh em tháo ra như em đang tháo đây. Cái con ốc này, cái dây thép đây. Anh em cạy nó ra. Cạy nó ra như thế này, anh em rút nó ra này. Đó. Vì có một mình em vừa cầm và vừa làm cái video này nên là hơi khó thì thôi anh em nhìn nó chậm chạp thì hơi thông cảm nhé. Đấy, anh em lấy cả lê vặn nó ra như thế này. Đó, vặn con ốc này ra. Sau đó là anh em có thể là lấy một cái gỗ, anh em kê trực tiếp vào đây. Anh em chú ý là nếu như ta tháo cái chảo này mà hai chảo này ta không tháo thì nó sẽ khó đóng ra. Thế nên là anh em cứ lần lượt là tháo từ đít cho lên đầu. Tháo dần dần và chốc lại lắp lại từ đầu xuống đít. Bắt đầu tháo ra được 1-2 chảo rồi như thế này rồi thì bắt đầu anh em tháo tiếp cái chảo này. Anh em chỉ đóng vào đây chốc này là cái chảo nó sẽ ra. Đó. Anh em nhìn thấy nó ra chưa? Đấy, nó như thế này thôi. Khi nó ra như thế này rồi thì là anh em rút hẳn nó ra. Xong bắt đầu là anh em bơm dầu bơm mỡ vào trong này. Đây em bỏ vào đây. Đấy, anh em rút nó ra. Bằng cách gì đó có thể là bây giờ nó còn mới thì nó khó đóng hơn. Thế à, dễ đóng hơn nhưng mà sau này nó một mùa sử dụng thì anh em phải tháo ngay. Để bảo dưỡng thì là nó sẽ trơn tru, nó không bị han gỉ. Đấy, bắt đầu anh em đóng ra như thế này. Đó. Đóng ra là nó rơi ra như thế này thôi. Đấy, nó rơi ra như thế này rồi thì anh em sẽ dùng một cái gì đó đi. Đó, nó rơi ra như thế này. Đấy thì anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ là bi ở đây. Bi ở đây là chúng em dùng là bi 206 cho các cái dòng chảo ruộng này. Thế và em có thể minh họa đây là một cái hộp đổ nhớt của anh em nhé. Đó.
thì anh em cho một cái vòi vào đây, xong anh em dốc vào thế này, anh em bơm, bơm cần đầy chảy tràn ra đây là xong, anh em không cần phải dồi đẩy vào trong đây làm gì cả. Khi bơm vào xong rồi, hoàn thiện tất cả rồi, thì cái trục chảo nó như thế này, anh em lại cầm nó lên và lắp nó vào. Đấy, do một tay em làm nên là nó hơi ngượng. Đấy, anh em lắp nó vào như thế. Sau đó anh em phải chú ý là tháo chảo nào thì giữ nguyên căn của chảo đấy. Đây, như em tháo cái chảo này ra để cái căn này, anh em vẫn đệm luôn nó vào đây. Sau khi quá trình bảo dưỡng bi thay bơ, thay bi thay phớt hoặc là bảo dưỡng phớt thay bi, ok thì anh em lại lắp lại bình thường. Lắp làm sao cho đúng cái lỗ này, cái lỗ chốt này. Đấy, nó phải vào đúng vị trí. Đó, cái vị trí nó đấy. Anh em dùng cái dây thép này anh em xỏ qua. Rồi xỏ qua rồi thì anh em lại chốt lại như bình thường thôi, không có gì cả. Khi mà anh em vần đi vài vòng này, dầu mỡ ở trong này nó đã bôi trơn đầy đủ trên vòng bi. Vòng bi, hạt bi nào nó cũng có dầu mỡ rồi thì nói bảo anh em có vất liều đấy chăng nữa, đến vụ sau anh em cũng chỉ việc là yên tâm là làm, chứ không phải suy nghĩ cái gì cả. Đó. Chứ còn là anh em đem về xong bắt đầu là mãi đi kiếm tiền ấy, xong anh em cúp vào góc vườn hay là bờ bụi nào đấy, xong bắt đầu là anh em đút nút vào đấy, đến mùa anh em là lôi ra dùng ngay ấy, thì là cái nào nó cũng sẽ hỏng và bi nào nó cũng sẽ vỡ, chả bi nào nó bền được. Bởi vì lúc đấy là bi của anh em nó bị oxy hóa rồi, cái phần tiếp xúc ở bên trên nó không bị ngâm trong dầu ấy, là nó bị dỉ vàng ra. Mà khi dỉ vàng thì anh em chỉ chạy vài ngày là bắt đầu nó vỡ. Đấy, rất là bon. Nó bon như thế này cơ mà. Đấy, anh em đóng nó vào. Đó, chốt như bình thường. Luôn luôn chú ý là cái căn phớt này, cái nào nó phải lắp vào đúng cái đấy. Vì các cái dấu này là bên em là đã khoan định vị chuẩn lỗ rồi, không sai được. Nên anh em cứ vặn đúng vị trí và đúng số vòng bi là nó vào đúng vị trí thôi. Còn tất nhiên thì trong cái quá trình sử dụng nó phải có hao mòn, phải có hư hao, chứ không cái gì là nó bền được mãi mãi. Và như vậy nó mới sinh ra cái người thợ sửa chữa. Và cái người thợ làm mới như chúng em đây thì có thấy chúng em mới sống được chứ. Đấy, anh em lắp vào. Đó. Quá trình nó đặt nó rất đơn giản đấy thôi. Tất cả dàn cày năm nay của bên em là đều triển khai hết là bằng dàn cày là khung cày V8 và trụ dày là 17 ly để đảm bảo cho anh em là cái độ chắc bền. Ngoài ra là các cái yếu tố trục của chúng em thì là thêm cái chi tiết là chắn rạ, thế nên là đảm bảo cho cái vòng bi của anh em nó được bền hơn so với tất cả trước đây. Thôi, em xin kết thúc video tại đây. Thân ái chào gặp lại anh em trong tất cả các video sau. Anh em hãy bấm like kênh và ủng hộ cho cơ sở bên em để có các cái sản phẩm tốt nhất phục vụ anh em.